Như vậy là một mùa hè cảm lạnh nữa lại đến rồi anh em ạ Và Rương Công Nghệ biết rằng là có rất nhiều anh em đang có nhu cầu là mua cho mình những cái chiếc điều hòa nhiệt độ Và đây, một chiếc điều hòa đáp ứng được đầy đủ tất cả các tiêu chí của anh em Đặc biệt là các anh em sinh viên Giá nó rẻ này, công suất của nó mạnh này lên đến 9.000 BTU Tính di động của nó cao và đặc biệt là nó còn được bảo hành 24 tháng với rất nhiều chức năng khác nhau. Và cụ thể thì cái chiếc điều hòa di động Acono này có thể làm được những gì thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn trong video đánh giá chi tiết ngày hôm nay. Nhớ like, share và subscribe vào studio để được đón xem những video mới nhất. Còn ngay bây giờ, hãy cùng nhau ngồi xuống, hít một hơi thật sâu và hưởng nguồn không khí lạnh từ chiếc điều hòa di động này nào. Lợi thế đầu tiên của chiếc điều hòa di động acono có cái mã hiệu đang được hiển thị trên màn hình của các bạn Đó chính là về mức giá của nó Phải nói rằng là trong cái phân khúc giá khoảng dưới 4 triệu thì rất khó các bạn có thể mua được một cái chiếc điều hòa treo tường truyền thống Mà nó gọi là ngon lành cành đào Mà kể cả có mua được thì công suất của nó cũng không lên được đến 9000 BTU Nhưng mà tất cả những cái thứ đó lại được tổng hợp lại có ở trong cái chiếc điều hòa di động acono nhỏ bé như thế này công suất 9.000 BTU mà mức giá chỉ là 3 triệu 899 000 đồng đang được bán tại cửa hàng TCS mà lại còn được bảo hành 24 tháng nữa đó anh em nào quan tâm thì có thể đến cửa hàng TCS và trải nghiệm rồi là test thực tế cái sản phẩm này xem nó ra làm sao vẫn phải khẳng định với các bạn rằng là 9000 btu là một công suất rất là lớn và để có thể ráp được lên một cái chiếc điều hòa nhỏ như thế này và mức giá tốt như thế này là một điều khó thế nhưng acono lại cho chúng ta được một cái sản phẩm như vậy và bình thường ấy thì trong cái tầm giá khoảng 4 triệu anh em cũng chỉ mua được những cái chiếc quạt điều hòa thôi mà quạt điều hòa thì nó lại bị cái nhược điểm là một là nó to nó cồng cành nó tốn diện tích và thứ hai là cách sử dụng rất làng là nhằng anh em muốn mát thì phải đổ nước hoặc thậm chí là cần phải làm đá xong rồi đổ đá vào cái quạt điều hòa đó nó mới mát được nhưng đây là một chiếc điều hòa di động tất cả những việc mà các bạn cần phải làm đó là mang chiếc điều hòa di động này về cắm điện vào thế là xong nó chạy được một cách bình thường ưu điểm thứ hai của chiếc điều hòa di động nhỏ con này đó chính là khả năng làm mát của nó rất khủng khiếp và cũng bởi vì đây là một cái chiếc điều hòa di động chứ không phải là cái dạng điều hòa treo tường truyền thống nên là cái uh, diện tích mà nó có thể làm mát cũng không phải là quá lớn nó sẽ hoạt động ổn áp nhất ở trong một căn phòng nhỏ tầm từ 15 cho đến 20 mét vuông mình có test thử ở văn phòng của mình là 25 mét vuông ấy thì nó vẫn làm mát được tuy nhiên là uh, để có thể phát huy được tối đa hiệu quả của nó thì các bạn chỉ nên để nó ở cái uh, cái tầm diện tích là 15 cho đến 20 mét vuông thôi nó đang sử dụng một cái loại khí ga rất thân thiện với môi trường và quen thuộc của chúng ta đó là khí ga R410A và khả năng làm lạnh của nó thì cực kỳ là nhanh và rất là tốt. Ở đây thì mình có 3 chế độ điều khiển, mọi người có thể thay đổi bằng cái chữ Mốt ở ngay trên cái mặt điều hòa này. Nó sẽ có chế độ là hút ẩm này, làm mát này và đương nhiên rồi là làm lạnh. Và nếu như chuyển sang chế độ làm lạnh thì các bạn đảm bảo chỉ có thể đắp chăn mà thôi. Bởi vì là mình đã test thử rồi, buổi trưa đi ngủ bật cái chiếc điều hòa này không cần phải đến 18 độ đâu, 20 độ là đã phải đắp đến hai lớp chăn rồi. Bởi vì nó quá lạnh. Và cái không khí lạnh nó thổi ra đây thì nó cực kỳ là dồi dào các bạn ạ. Hai người nằm song song với nhau thì nó mát thoải mái luôn. Cùng với đó là cái tiết diện làm lạnh của nó thì cũng tập trung nhiều vào cái hướng mà cái hơi lạnh phả ra chứ không phải là nguyên khắp một căn phòng như kiểu điều hòa truyền thống. Đó thì đây là cái điểm hạn chế của những cái điều hòa di động như thế này mà các bạn nên chú ý trước khi mua. Tuy là cái vùng làm lạnh của nó không được quá rộng như vậy nhưng mà với những bạn nào mà ở một mình giống như là mình đi thì mình thấy là cái điều hòa này nó sẽ mang cho các bạn một cái vùng làm mát nó vừa đủ ổn. Đặc biệt là những bạn nào mà muốn mang điều hòa ra phòng khách hoặc là phòng ăn thì mọi người có thể lôi đi lôi lại như thế được. Có một cái ưu điểm nho nhỏ nữa của cái chiếc điều hòa uh, di động này so với điều hòa truyền thống ấy đó là mọi người sẽ không cần phải ngăn cách thành một cái phòng kín nhá. Cứ chỗ nào mà các bạn cần cần có gió ấy thì các bạn lôi cái điều hòa này theo và cái tính di động thì cũng là một cái điểm ăn tiền của nó. Ví dụ như là mình ở phòng khách mà mình muốn lôi cái chiếc điều hòa này ra phục vụ cho chỉ có lúc mà mình nấu ăn hoặc là mình ăn cơm thôi thì đó chính là uh, cái lợi điểm của cái chiếc điều hòa di động Acono này. Hoặc là trong lúc mà mình đang là quần áo chẳng hạn mình không muốn bật điều hòa nó cả phòng lên, chỉ cần gió đến mỗi chỗ mình mình thôi thì đây lại một lần nữa là cái điều hòa di động acodo này nó sẽ lên tiếng ờ, cái sự di động của nó nó sẽ thể hiện ở chỗ là một là nó nhỏ nó gọn mình có thể di chuyển nó rất là dễ dàng một tay vì nó có những cái bánh xe và các bạn sẽ không cần phải lắp thêm bất kỳ cái gì lằng nhằng nếu như mà muốn sử dụng nó nữa cả cái tính di động của em điều hòa acono này thì nó cực kỳ phù hợp dành cho các bạn sinh viên mà mọi người đi thuê trọ các bạn thuê trọ những cái khu mới thì không nói làm gì nhá nhưng mà nếu thuê trọ những khu cũ đi thì mình biết là có một vài những nơi thì nhà chủ họ không cho phép các bạn cải tạo phòng thực ra thì những cái phòng trọ đấy có thể nó cũng có điều hòa đấy nhưng mà điều hòa nó củi các bạn ạ đấy nên là cái chiếc điều hòa di động acono như thế này nó sẽ giải quyết cho các bạn tất cả những cái vấn đề đó các bạn lôi đi đâu cũng được mà con này nó cũng nhẹ nhàng nhỏ gọn thôi và nếu như mà các bạn cần phải chuyển nhà ấy, thì đây nó cũng không phải là một cái vấn đề quá lớn mọi người cứ mang nó lên xe là có thể di chuyển được chứ còn điều hòa truyền thống thì chuyển nhà các bạn còn lại còn phải mang theo cả cục nóng của nó đi nữa mệt không cái gì đương nhiên là so với những điều hòa truyền thống dạng treo tường như thế này thì một cái điều hòa di động nhỏ gọn như là Acono nó vẫn sẽ được trang bị đầy đủ cả cục nóng lẫn cục lạnh mà khi mà các bạn dùng trong một cái môi trường mà nó có quá nhiều người ấy thì bắt buộc là mọi người phải tìm cách để xả cái hơi nóng đó ra nếu không thì cái nhiệt độ trong phòng sẽ không thể mát được và cũng nắm bắt được cái tâm lý này nên là khi mà mua sản phẩm điều hòa di động Acono thì họ cũng sẽ tặng cho mình một cái đường ống dài khoảng 1,5m và một cái bộ dụng cụ để chúng ta lắp đường ống đó và đẩy hơi nóng ra bên ngoài. Nếu như mà các bạn thấy rằng là cái đường ống này nó còn hơi ngắn thì mọi người có thể mua thêm ống ở các cái cửa hàng cơ khí bên ngoài, ông à, không phải cơ khí, cửa hàng bán ống nước ấy. Đấy nó cũng rất là rẻ thôi và dễ dàng mua, dễ dàng sử dụng. Còn nếu như mà các bạn chỉ sử dụng cái chiếc điều hòa di động này uh, với cái chế độ là quạt gió thôi không phải làm lạnh nhá Thì mọi người không cần phải nối ống thêm làm gì cả Và ngoài ra thì cái chiếc điều hòa di động này cũng có một chế độ nữa đó là chế độ hút ẩm Để phục vụ cái tính năng hút ẩm này thì ở đằng sau chiếc điều hòa di động acono của chúng ta Nó sẽ có một cái ống để nó hút ẩm, nó thoát cái hơi ẩm ra bên ngoài Và sau một đêm mình có lọc được trong vòng 8 tiếng ấy thì nó cũng hút được nhiều phết đấy, khoảng 3 lít nước các bạn ạ. Đây cũng là một con số khá lớn mà nếu như mà uh, thời tiết mùa hè à không, mùa hè mà gọi là thời tiết nồm, thời tiết nồm ở Hà Nội thì các bạn sẽ cần một cái chiếc máy nó có khả năng hút ẩm như thế này thì lúc đó là 8 tiếng chắc là nó phải lên đến gấp 3 gấp 4 lần cái con số 3 lít như thế kia. Bên cạnh tính năng hút ẩm đó thì điều hòa di động acono cũng cho chúng ta thêm một cái tính năng add-in nho nhỏ đó chính là lọc không khí các bạn ạ. Nó thì nó không thể lọc được những cái bụi gọi là bụi siêu mịn đâu các bạn, bởi vì đây chỉ là một tính năng gọi là thêm vào thôi và cái độ hiệu quả của nó thì chắc chắn là không thể so bì được với những cái máy lọc không khí chuyên nghiệp nên mọi người dùng thì cũng đừng có đánh giá quá là khắt khe về cái vấn đề lọc không khí này còn về những cái cách điều khiển của cái chiếc điều hòa di động này thì sao cũng rất là đơn giản thôi bình thường mà điều hòa treo tường như thế này thì các bạn mất điều khiển một cái là thôi luôn đúng không thì với cái chiếc điều hòa di động Acono này thì mất điều khiển mà các bạn vẫn còn có thể hai cách nữa để control được nó. Thứ nhất là mọi người có thể điều khiển nó bằng những chiếc nút. Mà những cái nút này thì rất là nhạy, nó là những cái những cái nút cảm ứng các bạn ạ. Nên là kể cả khi tay mọi người có hơi ẩm ẩm một chút thì nó vẫn có thể nhận được cái thao tác bình thường. Còn nếu như mà không thích động vào nút ý, thì các bạn có thể điều chỉnh qua app điều khiển này, cái điều hòa này từ xa nó y như kiểu là các bạn dùng điều khiển thôi. Nó không có gì gọi là khác biệt là nhằng cả đấy. Và chia sẻ thêm cho các bạn về cái phần quạt gió nhé. Đấy thì nếu như mà mọi người sử dụng chế độ quạt gió ở trên cái chiếc điều hòa di động này thì nó khá là nhẹ nhàng và có hai mức gió cho mọi người lựa chọn. Đây là mức 1 này. Đấy. Đây là mức 2 thì nó sẽ mạnh hơn một chút xíu. Và trong cái quạt Rồi thì trong cái quá trình sử dụng mình có nhận ra là cái chiếc điều hòa di động này nó có nhược điểm đó là âm thanh của nó kêu hơi to Thì cái này thì nhà sản xuất trả giấu các bạn làm gì cả, họ không hề trì trá nhá Họ quảng cáo luôn là cái điều hòa di động của chúng tôi là có cái độ ổn là trên dưới 65 decibel Thực ra mình nghĩ rằng là các bạn mà ở một mình thì cũng chả phải có gì đến nó quá là 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 quan trọng Và đặc biệt là anh em nào bật quạt, bật điều hòa mà chơi điện tử thì thôi Anh em không quan tâm đến sự đời luôn, chỉ cần anh em mát là được đúng không? Và uh, tại sao mẹ nói lãnh vụ quạt gió đấy, bởi vì nếu như các bạn dùng bình thường nhé thì độ ồn của nó sẽ nhỏ hơn một chút so với việc là các bạn dùng chế độ điều hòa đấy bật điều hòa lên thì là nó sẽ ồn hơn một tí và cuối cùng thì mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn về cái khả năng tiêu thụ điện của cái chiếc điều hòa di động acono này bởi vì đây có lẽ cũng là một thứ mà các bạn rất là quan tâm mình đã thử test nó trong vòng khoảng là một đêm thì mình thấy rằng là cái khả năng tiêu thụ điện của nó cũng tương đương với một cái chiếc điều hòa treo tường truyền thống. Trong cái điều kiện mình test là văn phòng làm việc của vật vờ studio khoảng 25 mét vuông thì mình có bật nhiệt độ là 16 độ C mắc công suất quạt gió thì nó sẽ tiêu tốn khoảng 1,2 số điện trong vòng 1 tiếng và sẽ tiêu tốn khoảng một số điện trên một giờ khi mà để nhiệt độ là 25 độ C. Thực ra thì điều này cũng không có gì quá là khó hiểu cả bởi vì bản thân nó là một chiếc điều hòa chỉ là nó khác ở cái chữ di động thôi. Bởi vì cái khả năng làm lạnh của nó cũng chả thua kém quái gì điều hòa khi mà các bạn treo tường hết. Nên là tiêu thụ điện như thế là một điều rất dễ hiểu. Tuy nhiên có phải lật lại vấn đề là bọn mình đang hơi làm khó chiếc điều hòa này khi mà test trong cái điều kiện môi trường phòng là uh, đông người này cũng như là 25 mét vuông. Còn nếu như để ở trong cái điều kiện lý tưởng là 20 mét vuông đi và ít người chỉ có từ 1 cho đến 3 người thôi thì chắc chắn là cái lượng điện tiêu thụ nó sẽ không lớn đến cái mức như vậy nên mình nghĩ rằng là các bạn mua cái này về mọi người cũng không cần phải đắn đo nhiều việc là nó có tốn điện hay không còn trong trường hợp mà các bạn hỏi là có cái điều hòa nào mà nó có tiết kiệm điện hơn cái chiếc điều hòa này không ấy thì đương nhiên là có chứ nhưng mà đó là những cái điều hòa treo tường với mức giá rất đắt phải lên đến cả chục triệu thì nó mới có những cái tính năng inverter nó tiết kiệm điện thì mình nghĩ rằng là với cái mức giá tầm độ 3 triệu 899 nghìn đồng Thì cái chiếc điều hòa di động Acono này là ngon nhất rồi các bạn ạ à. Không thể đòi hỏi cái gì hơn được nữa Thì đấy, nói chung là trong video ngày hôm nay Thì mình đã mang đến cho các bạn chiếc điều hòa di động Acono Với mã hiệu đang được hiển thị ở trên màn hình Nó có rất là nhiều những ưu điểm Giá rẻ này, công suất mạnh này, 9.000 BTU này Uh, rồi là có tính di động này Các bạn không cần phải khoan vào đâu, không cần phải treo vào đâu cả Cứ mang về cắm điện là chạy bình thường Thiết kế của nó nhỏ gọn này, nhiều tính năng Mà lại còn được bảo hành đến 24 tháng Tại cửa hàng TCS thì mọi người nghĩ sao về cái chiếc điều hòa này và liệu là nó có phù hợp với nhu cầu các bạn hay không Hãy chia sẻ cho chúng mình biết bằng cách là comment phía bên dưới Cá nhân mình thì rất là thích cái chiếc điều hòa di động này Bởi vì nó có đầy đủ tất cả yếu tố mà mình cần Quan trọng nhất ý, là mình có thể lôi nó đi bất kỳ đâu Làm lạnh nhanh mà không cần phải treo nó lên tường hay cái gì cả Nó rất là thích luôn Đấy thì các bạn hãy cho mọi mình biết ý kiến bằng cách là comment phía bên dưới nhé Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau